Dạ kính thưa toàn thể quý vị, lời nói đầu tiên Thành Hậu xin kính chào toàn thể quý vị xem trên màn ảnh nhỏ. Thì hôm nay Thành Hậu thay mặt cho tất cả các nhà hảo tâm cùng quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước trở về nơi khu vực ở Lào Cai, là một nơi bị rất nặng nề về lũ lụt thiên tai. Và thì hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2024, và chúng tôi sẽ đến một cái thôn gọi là thôn Kho Vàng để hỗ trợ cho bà con với số lượng là 68 hộ đã bị sạt lở rất là nghiêm trọng, và có những hộ đã mất đi người thân. Thì mời quý vị sẽ xem video cùng với tất cả phái đoàn đi đến để hỗ trợ. Mời quý vị mình đón xem. Và thì ở đây mỗi một hộ thì mình sẽ trợ giúp là 500 ngàn, 68 hộ, và với số tiền là 34 triệu. Thì Thành Hậu hôm nay đại diện cho quý mạnh thường quân cùng các nhà hảo tâm đến để hỗ trợ, và danh sách thì Thành Hậu sẽ đọc tiếp theo. Trong đó thời gian này gia đình nào cũng bị mất mát như thế, vậy em có thể làm được cuối cùng được thì cũng mong các nhà hảo tâm và các Ai vay tôi đây không? đoàn từ thiện Tôi quan dùm tâm cái đến tôn của chúng em để có vượt máy này. qua những khó khăn này ạ. Như vậy thì theo như chị là trước giờ có nhiều đoàn về đây không, hay là Có chỉ ạ. có đoàn này thôi? Trước từ hôm qua hôm kia là cũng có hai ba đoàn, tức lương thực là cũng các hộ gia đình 68 hộ, tổng số thôn là 85 hộ. Trong thời gian di rời trưởng thôn Nô Hào, trưởng thôn là Ma Xê Chứ, sinh năm 1991, đã di chuyển được 17 hộ lên đồi. Trong đó các hộ gia đình đấy là hiện tại hiện tượng là gia đình đấy vẫn còn nguyên, gia đình và cửa cũng chưa mất mát cái gì, thì chân đồi là có vết nứt. Thì cũng rất là cảm ơn đồng chí rồi. Nhưng mà những còn lại 68 hộ là bị ngập và sạt và trôi nhà, mất người thân. Bây giờ hiện tại là tìm được một xác thi thể là một người, trong đó hai người vẫn hiện tại là chưa tìm thấy ạ. Vậy ha. Rồi cho em hỏi thêm là hiện bây giờ bà con mình hiện bây giờ là đang cần hỗ trợ cái gì là cần thiết nhất? Bây giờ thứ nhất là em cũng thay mặt 68 hộ để là cũng tức là cần một ít kinh phí để ví dụ bằng tiền chẳng hạn, để hỗ trợ những nhà này có thể thuê máy múc để san gạt mặt bằng và sạt lở vùi lấp đồ, để thuê máy gạt để làm để cho nó khôi phục lại ổn định cuộc sống ạ. Vâng. Coi như là cái hỗ trợ tiền là quan trọng nhất ha. Vâng. Rồi mì gạo này kia có quan trọng không chị? Có vốn quan trọng đấy, nhưng mà hiện tại thì cũng là cũng đủ 1 2 3 tháng ấy, chắc là vẫn đủ mì Cũng tôm đủ ha, và coi như là cũng có đồng. gạo có thể là 1 2 tháng là chắc vẫn đủ. Rồi Thành Hậu đứng kế bên đây, Thành Hậu nghe rồi, Thành Hậu rồi nghĩ xin thưa quý vị, thì Thành Hậu cùng Tướng Dũng đã đi hỗ trợ cho bà con. Thì hôm nay mình đến nơi cái thôn Kho Vàng ở xã Cốc Lầu, cũng là nằm trong khu vực tỉnh Lào Cai. Thì đây là bà con tổng là 68 hộ gặp nhiều những khó khăn. Thì sau khi theo đúng ra thì những cái hộ mà mất hoàn toàn đó, thì nếu Thành Hậu đi đến được á, thì mình có thể hỗ trợ nhiều Vâng, hơn. vâng, Dạ, nó tại vì đây là mình làm việc cho tất cả những nhà hảo tâm, mình thay cho những nhà hảo tâm với nhà thường mạnh thường quân phải đi đến nơi để mình quay rõ ràng. Thì hôm nay đường xá xa xôi, rất là khó khăn, mình phát ở đây xong rồi qua bên kia nghe nói đâu là trên 200 hộ nữa. Thì thôi Thành Hậu sẽ thay mặt cho các nhà hảo tâm cùng quý vị mạnh thường quân chia sẻ những nỗi đau mất mát người thân và tất cả những cái tài sản của mình. Vậy thì Thành Hậu hôm nay thay mặt cho tất cả các nhà hảo tâm đó, hộ cho mỗi một vị là 500 ngàn, là để một phần nào để rơi bớt nỗi khổ và niềm đau. Quý vị mình muốn sử dụng vào công việc gì cũng được. Thì 68 vị là tổng cộng là 34 triệu, và Thành Hậu tiếp theo sẽ hỗ trợ cùng quý vị là 34 triệu. Em nghe nói là ngoài những hộ dân ra, gia đình chị có bị mất mát đâu gia đình Có gia đình hiện tại em thì cũng bị vùi lấp đồ và quần áo. Nhà em bị trước bây giờ 4 còn đi giờ đâu ngày không 9 không là gì em đó bị à? trước, hai vợ chồng Vâng, em nghe em thấy muốn tiếng về trong xã. đất sạt Thôi rồi đổ và đập vào gì tường, gì thì em gọi chồng em với hai vợ chồng, lúc đó thì cũng kịp cầm đèn thì chạy ra ngoài, thì em mới chạy hô hào ở trong làng mà là
Phần đất sạt rồi em mới chạy xuống nhà bà nội và chị gái em gọi, của đứa cháu bé mới sinh được có một tuần, em gọi bà thấy cháu chạy. Trong đó em ghi là có anh em trong dòng họ em cũng, trong đó mới gọi anh em thì mới chạy được, bảo là đất bị sạt rồi. Thế là mưa cũng không tạnh, mưa cứ rơi tầm tá thì chị em mới chạy lên đồi để làm bát, làm bát để căng tử túc vậy ạ. Và cũng được chính quyền địa phương cũng vào để tuyên truyền rồi, nhưng mà cũng không ngờ là thì thiên tai nhanh quá thì cũng không kịp được ạ. Bởi vì 4 giờ sáng trong tối hôm 9 là 11 giờ đêm là những nhà bị trôi trắng, là đêm thì cũng không biết, mưa to quá, cũng không ngờ là bờ sông từ trước cũng không bị như thế. 60 năm về trước đây cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ đấy ạ. Coi như là 68 hộ thôi, em nhìn hậu hỗ trợ luôn cho chị luôn đi ha. Tại vì chị cũng là một cái hộ trong cái sự mất mát đầu thương ha. Là 69 hộ đi thằng hậu ơi, 69 hộ đi ha, hỗ trợ chị luôn. Và nhà chị cũng sập luôn đó quý vị. Rồi thì bây giờ chị đọc tên từng người, em nhìn hậu nha. Rồi đọc tên cho bà con mình lên ha. Vâng. Rồi bây giờ bà con mình đứng im ha. Khi mà có tên đó thì bà con mình sẽ lên. Cái thứ nhất là hộ bàn văn chánh này mất mất con ạ, đây ạ. Rồi, đây là gia đình này. Lời đầu tiên thì cũng kính chúc cho bà con mình đây là để cháu đây và cũng hôm nay Dũng Thành Hậu đến đây là thay mặt cho bà con Mạnh Thường Quân. Đây là gia đình của cô Hương Nguyễn ở bên Mỹ, giúp 69 hộ, mỗi hộ 500.000, là coi như 34.500.000 của cô Hương Nguyễn bên Mỹ ha. Rồi, cũng cầu mong cho bà con mình là được quay đi mất anh nói, mất chú để đại bác, diện tím ạ, tím cố đoàn đi gọi. Rồi Thành Hậu gửi luôn. Rồi, cảm ơn ông. Rồi, qua đây đi. Qua đây luôn con. Rồi. Ồ, gia đình bà Văn Cháp ạ. Bà Văn Cháp ạ. Bà Văn Cháp đi xem nhà chưa đến ạ. À? Bà Văn Cháp đi xem nhà chưa đến ạ. Vâng. Đến đây bỏ qua. Chị lấy nghĩa, chị gặp đi. Ai có bao nhiêu hộ sao? Chị gặp đi. Tại vì gặp giữ lại. Ha. Ghi số 0. Ghi số 0. Rồi ghi số 0. Không bên này. Rồi, để mình giữ đó chút nữa mình sao. Lý Văn Nhân ạ. À. Lý Văn Nhân giơ tay ạ. À. Mất nhà lại, mất nhà đấy ạ. À. Ra đây ạ. À. Anh cameraman đứng xa xa ra, xa ra. Rồi, qua đây. Rồi. Rồi, xin chúc cho anh sức khỏe. Dạ, Lý Văn Quỳnh mất nhà. Rồi, mời anh qua đây. Rồi, Lý Văn Quỳnh mất nhà đấy ạ. À. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô. Phan Văn Diễn mất nhà. Phan Văn Diễn đâu? Đây là những hộ thật sự khó khăn quý vị. Đây là mất nhà đang chưa được thì em khoanh đây là không nha. Dạ. Bà Văn Tiến mất nhà. Đi đây chứ không. Rồi, rồi gặp đây chứ đây. Em để không đây ạ. Chưa là Đặng Văn Đại mất nhà. Rồi. Rồi xin gửi cho chú. Anh ha. Dạ. Rồi, anh. Lê Xuân Hưởng mất nhà. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Chị sức khỏe nghe chị. Rồi, gắng cố gắng nha. Lê Thị Nam mất nhà. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Lý Thị Sạch mất nhà. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Về chút xíu. Lý Thị Ếch mất nhà. Rồi. Anh Quang đứng đây luôn nhìn anh Dũng. Đứng đây luôn nha. Ở đó, rồi. Lý Văn Phong. Dạ, dạ đây, Nam Mô Đà Phật. Rồi, Nam Mô Đà Lý Văn Phong đâu ạ? Chúc từ từ, xin lỗi. Bàn Văn Nhàn mất nhà đây ạ. Coi như là sạc là mất nhà luôn hả? Vâng, vâng. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Hả? Nam Mô Đà Phật. Rồi. Có người mất không chị? Lý Văn Phong đâu? Bàn Thị Tâm mất nhà. Rồi, mất nhà rồi, có mất người không? Dạ, chị mất nhà. Lê Trần Quốc. Bây giờ ở đâu? Bây giờ mình ở đâu? Bị sạt nặng ạ, Lê Trần Quốc bị sạt vùi lập nặng ạ, lớp nặng. Có thể sau này mình có đi tới được không? Xe đi lên tới mấy nhà này được không? Có rồi, bây giờ hiện tại kia đi được ạ. Rồi tới đúng rồi. Lê Trần Quốc bị sạt nặng ạ. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Rồi mất nhà lên đồi ở luôn hả cưng? Rồi qua đây. Toàn con máy rồi còn quay không nha. Lý Văn Hiền ạ. Dạ. Lý ơi, anh bị ngập nhà. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Đặng Sáng Mến bị ngập nhà. Rồi. Tiếp tục. Tên nào có thì cho nhãn, còn không có mặt thì chỉ có dịch gặp số không nha. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Đặng Bình Hân ạ, chính bản thân em ạ.
là bị sạt nặng. Rồi gửi chị luôn gia đình chị ha. Cảm ơn ạ. Một rồi đây. Còn em cảm ơn ạ. Dạ. Lý Văn Kim bị sạt lấp nhà. Rồi, 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 rồi. Lưu Văn Chí bị sạt ạ. Hiện giờ mình ở đâu cô hả? Sạt đằng sau nhà bây giờ chạy phải chạy không dám nữa. Chạy lên đồi. Chạy lên đồi luôn. Chạy lên đồi cao né chạy luôn ha. Làm nắng rồi chạy luôn gì ạ? Lưu Văn Chí bị sạt ạ. Rồi, rồi, Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Nếu mà có đột nhiên thì Đặng Văn Đông bị sạt ạ. Đặng Văn Đông bị sạt ạ. Ra luôn đi. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Ban tôi tân tôi tắt sạt mất cả hoa màu ha. Dạ, nhưng dạ. Mà nhà thì còn không? Nhà còn. Nhà còn ha. Bàn Văn Đình bị mà sập mất nhà ạ. Rồi, đây là nhà sạt mất nhà nữa hả? Dạ, Nam Mô Đà Phật. Rồi, qua đây chị. Rồi tiếp tục. Bàn Văn Bình bị sạt phải chạy làm lán chạy lên đồi ở. Rồi. Rồi Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Bàn Văn Minh bị sạt ạ, lấp nhà ở đâu? Ở đây ạ. Bị sạt đây này. Bàn Văn Minh nè. Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Rồi. Bàn Văn Đông bị sạt nhà. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Lý Thị Đồ. Ừ. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Lý Văn Sĩ bị sạt lấp nhà. Dạ, bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 60 tuổi. Rồi, nhà sạt ở đâu? Bà rất là khó khăn luôn. Khó khăn lắm, sạt trước nhà ở rồi. Dạ, dạ. Dạ, nhà sạt trước nhà. Ai ông bà đi, ai ông bà đi. Dạ, qua đây đi ông. Dạ, dạ. Lý Văn Sĩ ạ. Rồi, đây con gửi cho cô. Dạ, Nam Mô. Rồi, nhà sạt các bà? Sạt hỏng hết trong nhà rồi, nhà vô làm. Mà tôi mới làm được 2 năm thôi sạc hết không hết. Khóc luôn cái gì ạ? Xúc động quá. Lục Văn á. Thôi gắng cố gắng. Bây giờ làm láng lên chung. Dạ. Dạ dạ. Bây giờ coi như là làm láng lên thì nó chú rồi cho nó ha đỡ ha. Dạ. Tụi cô tụi cô. Lục Văn Quân ạ. Dạ. Bị sạt ạ. Cố gắng bà ha. Từ bà con giúp đỡ ha. Rồi chúc cho bà con mình đây là những video này mong tất cả cô bác bà con mình. Đặng Văn Sáng bị ngập nhà. Tiếp tục bà con sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn nha. Từ từ bà con hỗ trợ thêm nha. Dạ. Đặng Quang Hải bị ngập nhà. Dạ. 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 Nam Quý ra lấy đi. Thì cảm ơn gia đình của cô Hương Nguyễn ở bên Mỹ đã hỗ trợ giúp cho 69 hộ. Với con tái xây của trò chứ con. Hộ 500.000. Dạ rồi. Dạ, thành tiền là 34.500.000. Cảm ơn gia đình cô rất là nhiều. Rồi rồi mời chú đi. Bà Văn Quảng bị ngập nhà. Nhà chú bị gì? Bị ngập nhà. Chú ngập không có nhà. Không. Dạ dạ. Rồi qua đi chú. Bà Văn Quảng bị ngập nhà. Rồi nhà em bị gì? Bị ngập nhà. Ngập nhà. Lý Thị Tâm đâu ạ? Lý Tâm có đây. Giường tủ bị vỡ. Bà chồng có vỡ không? Hoàng Thị Tâm. Chồng không vỡ thì còn xài được nha. Rồi. Rồi tiếp tục qua luôn bà con ơi. Mạng Văn Bình bị ảnh hưởng ạ. Rồi. Tức là bị đất sạt và ảnh hưởng ạ. Lý Văn Thắng bị ngập nhà. Có mắc mát gì nhiều không? Lý Văn Lợi bị ngập nhà. Tại đây. Ông còn dám làm cái tiền được nha. Rồi đây. Rồi ok. Chờ đây anh. Rồi. Lê Quang Án, tao bạn là chỗ nè. Nhà bạn là chỗ. Đó bị nặng quá. Lê Quang Án. Rồi. Chị Bông mềm lại với chị Bông ơi. Nhà bị gì á? Ông cũng bị nước. Đây là tôi bị tôi giùm nhau đấy. Nước xong ông cũng phải di chuyển làm lán ạ. À. Lê Thị Quý bị ngập nhà. Rồi sạt lở mất nhà nửa nhà có. Rồi mất luôn cái nhà cũng có gì. Rồi Nam Mô Đà Phật. Mình bị gì? Ô kia vào bạn không? Em thì ruộng đất bị cuốn trôi xong nương quế sạt xong chồng em thì mất gần tháng xong là hôm nọ sạt lở xong phân tài trôi xuống đường ạ. Trời ơi. Lại phải đi đào huyệt để lấp để chôn lại. Mất ngay sạt lở cái chân lúc mà là làm đám không luôn hả?
Không phải ạ, có nghĩa là bị mất gần một tháng xong bị trôi xuống đường. Trôi xuống đường. Chứ còn phải ra. Rồi, qua đây dạ. Nha. Chúc chị sức khỏe nha. À, anh ơi. À, Đặng Thị Hoa với cho nó lấy luôn hộ Lý Văn Thắng vì hai anh em nó gần nhau. Gần nhau ha, lấy chồng ha. Em gái ạ. Đặng Thị Hoa xong là lấy luôn cả Lý Văn Thắng ạ. Được, được, anh em gần nhau. Gần nhau là anh em ruột ạ. Rồi lấy giùm cho anh em ruột ha. Rồi 1 triệu hai người ha. Rồi, đúng rồi. Rồi, nó mua được. Rồi, chúc chị sức khỏe nha. Lý Văn Yên ạ. Nhắm coi cho cả. Đấy, đây là em chị dâu đấy, chị sao rồi hai người, hai người luôn, ai nhờ cho Lý Văn Định luôn à, rồi lấy hai người tức là chị lấy giùm cho em chị hả? Vâng. Rồi hai người 1 triệu nè, không chịu luôn không rồi. Ok nha. Rồi chúc sức khỏe nha. Đặng Văn Nhấn ạ. Còn không hả ông xã? Còn không? Còn. Rồi ông còn. Đặng Văn Nhấn ạ. Ừ, từ Đặng Văn Định đã. Đặng Văn Định. Rồi mua Phật. Rồi tặng cho chị nha. Chị sức khỏe nha. Nhà mình bị gì? Bị sạt. Sạt lỡ. Đang Văn Nhắn bị sạt ạ. Rồi nó mua được ạ. Sáng hoa đâu ạ. Nà nà thì em mình chọn. Thì cần em mày chọn sang mày chọn. Sáng hoa đâu ạ. Rồi năm mươi đạp hả? Cần tịch Đặng Văn Toàn ạ. 240 người bên kia đang chờ nữa ha. Cần tịch chỗ của cần nữa. Không biết sao mà Văn đây. Đặng Văn Minh ạ. Tới luôn. Rồi, Hoàng Văn Thành ạ. Đặng Văn Minh. Đặng Văn Minh đâu cần nè. Ôi cái mi. Từ từ đấy. Thiệt hại qua màu ha. Thiệt hại qua màu. Hoàng Văn Thành ạ. Rồi, 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 rồi. Chúc sức khỏe nha. Lý Thị Tinh ạ. Lục Thị Đàm ạ. Rồi, qua đây đứng nhân giữa đây coi thằng chụp bài tấm hình coi. Đây, rồi, chúc bà sức khỏe nha. Rồi, bà cụ đây đứng nhận đây luôn. Đăng thì sao ạ? Nước ra nè. Rồi. Cần thì nè. Bàn thì téo. Rồi, tới luôn. Rồi. Xong chưa? Bàn thì téo đây. Rồi, rồi. Đặng Văn Hiền ạ. Chúc sức khỏe nha chú. Lý Văn Trúc ạ. Dạ, cố gắng nghe con trai. Lý Văn Định vừa đấy lấy rồi. Qua làm gì mày trò, qua làm gì? Hả? Mày trò có ta? Tên gì nữa, động ai, ai có mặt thì sao? Lê Văn Học ạ. Rồi, năm mô là Phật. Thế là nó lại vui vui à bà? Rồi, chúc sức khỏe nha. Rồi, năm mô là Phật. Rồi, tiếp tục. Lý Văn Hải. Rồi, năm mô là Phật. Chúc bà sức khỏe nha bà. Không được to lắm chừng. Tì đang rồi, cứ bình tĩnh đi, cần bổ sung. Rồi, tiếp tục chị. Đặng Văn Hành ạ. Rồi, năm mô là Phật. Rồi, năm mô là Phật. Chúc sức khỏe nha. Đặng Văn Quang Xuân ạ. Rồi. Đặng Văn Hòa. Lý Văn Hà. Rồi đây là những nhà bị sạt lở hiện nay. Rất khó khăn. Rồi tiếp theo. Lý Văn Phong ạ. Rồi Lý Văn Phong đây mời. Nhận hộ anh trai ạ. Quay phim lại. Vâng, nhận hộ anh trai ạ. Rồi nhận hộ cho người anh trai ạ. Lý Văn Phong vừa lấy đọc tên. Rồi rồi rồi. Cho Lý Thị Tâm ạ, cháu dâu nhận hộ ạ. Rồi cái này là cũng nhận. Rồi cháu dâu cháu dâu bà ốm, bây giờ bà bị gãy tay không đi được ạ. Cháu dâu nhận hộ nha. Rồi cháu nhận hộ. Cháu dâu nhận hộ. Rồi. Bà bị ốm. Rồi tiếp tục. Hoàng Thị Tâm ạ. Cho nhận hộ nữa thêm nữa nghe. Hoàng Thị Tâm đây là cháu nhận hộ ạ. Thôi bây giờ có mặt mới nhận được. Hoàng Thị Tâm ạ. Chị ơi có mặt mới được chứ. Có mặt mới được. Có mặt mà tôi. Dạ dạ dạ.
chứ để mình lấy thứ hai mà nhận hộ vậy đó. Nhìn đi chỗ con. Rồi, rồi. Bà Văn Chiến mất nhà đi ạ. Rồi, bà anh này phải không? Rồi. Phải có mặt mới nhận được. Qua nhân viên. Nhìn nhìn lúc ai kiện kiện thì cái. Nè nè nè. Rồi còn ai nữa? Bà Văn Tiến mất nhà đi ạ. Chú quay ngược anh nghe quay ngược. Bà Văn Tiến mất nhà. Rồi. Rồi mất nhà đây, anh Tiến đây. Rồi. Rồi. Chúc bà sức khỏe nha. À bà Văn Cáp mất nhà đi ạ. Bà này ha. Rồi, mà luôn nghe chúc bà sức khỏe nghe bà. Tôi đó. Rồi, gửi cho bà đây 1 triệu anh em ha. Kia kia đưa cho mẹ. Mất nhà đi ạ, mất nhà hoàn toàn đi ạ. Rồi, còn ai nữa đâu? Còn Lục Văn Xin đi ạ. Bị ngập sạt nhà đấy ạ. Lục Văn Xin. Vâng. Rồi, chúc bà sức khỏe nghe bà. Mô phạt. Bà Đặng Thị ấy ạ. Ấy đâu? Rồi, chúc bà sức khỏe nghe bà. Muốn làm tờ chú rồi sao? Thôi là bà. Ồ, Đặng Văn Long ạ. Rồi, còn ai nữa? Đặng Văn Long ạ. Rồi, chúc cho chị gái này, này. Nghe, gắng cố gắng nghe. Đặng Văn Long. Rồi, qua đây luôn. Là Đặng Bình Danh ạ. Đặng, rồi. Đây. Còn hết còn hộ đi. Rồi, năm mươi được hả? Chúc chị sức khỏe nha chị. Bà Văn Bách ạ. À. Bà Văn Bách. Không sao đâu, không sao, xài được. Xài được. Rồi. Bà Văn Bách bị trôi nhà. Đây, không sao đâu. Rồi, rồi. Rồi tới được không? Mà lấy mình thì mà buồn. Rồi, đây, 1 triệu. Con có mặt đây tôi. Qua đây luôn bà. Qua đây luôn, đây luôn. Con có mặt tôi. Rồi, đây là tiền mà. Vì nhiều lúc mai mà mai còn sót ai nữa không, vì nhiều lúc mình không. Rồi kính thưa quý vị, thì vừa qua mình hỗ trợ ở thôn Kho Vàng thì đã hoàn thành thành công tốt đẹp, bà con nhận quà rất là vui. Thì hôm nay chị tên gì? Tên là Bàn Tiên ạ. Chị có đôi lời gửi đến quý vị mạnh thường quân ha, chị là bên chức vụ gì và tiếp nhận gì đó. Dạ xin kính mời chị. Cái thứ là tôi thay mặt 65 hộ đã các mạnh tướng quân đã ủng hộ 65 hộ là mỗi hộ 500.000 đồng thì tôi thay mặt các hộ cảm ơn và lời chúc đến các mạnh tướng quân và luôn luôn mạnh khỏe và bình an để luôn quan tâm đến đồng bào miền núi của chúng em là vươn lên ổn định cuộc sống ạ. Em thay mặt em cảm ơn ạ. Chị làm bên cái gì bên mặt trận? Em là trưởng ban công tác mặt trận thôn Kho Vàng ạ. Vâng. Xin chân thành cảm ơn và chúc cho tất cả các thôn luôn luôn được bình an sức khỏe. Thì video này có thể đến tất cả những người như mạnh thường quân có thể đến đây để hỗ trợ tiếp cho nơi khu vực này. Để cho bà con bớt khổ. Cảm ơn các mạnh tướng quân luôn luôn quan tâm và ủng hộ đồng bào miền núi của chúng em luôn vượt qua những nỗi khổ ạ. Em cảm ơn ạ. Dạ, nó được phật. Dạ, nó được phật. Rồi. Dạ. 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 D